Xin chào quý vị khán thính giả và các bạn thân mến đang đến với kênh truyện Radio Góc Cảm Xúc Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến Trong buổi tối ngày hôm nay, Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện mang tựa đề Chị Nhung quá chồng Và nội dung của câu chuyện như thế nào? Thì nghe sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này Bà Nhung, dáng người cao giáo, có một nước da bánh mật cặp mắt to tròn và đặc biệt rất lẳng lơ, bà có một nụ cười rất xuyên, thu hút cánh đàn ông trong làng. Sẵn cái tính lẳng lơ ong bướm nên bà là đích ngắm của biết bao nhiêu đàn ông có vợ hoặc những ông quá trong cái làng này, nhưng bà lại để ý đến một người đàn ông khác. Từ khi chúng vài vụ tôm gần đây, gia đình ông Thông giàu lên một cách nhanh chóng, không còn cái cảnh chạy ăn từng bữa như trước nữa mới thu hoạch được vài ba vụ mà cuộc sống của gia đình ông bước sang một trang mới. Ông cũng có nhiều tiền hơn để lo cho con cái cũng như những khoản để chữa bệnh cho vợ. Nhưng cũng chính cái đầm tôm này mà tất cả cuộc sống gia đình ông bị đảo lộn, con người ông thay đổi, gia đình thì dạn nứt chỉ vì có người thứ ba xen vào phá đám, mùi trài ông, đưa ông vào một cuộc tình vụng trộm đầy cám dỗ. Anh Thông, vào đây em bảo, em nhớ anh lắm rồi, không thể chịu đựng thêm phút giây nào nữa đâu. Để tối đi, giờ đang làm, người hôi mù thế này, hứng thú gì mà làm chuyện ấy, để tối nhá, tắm rửa xong xuống đây anh bù cho. Nhưng mà bây giờ em muốn cơ, anh chiều em ngay đi, em không chiều là em sỗi đấy, lâu lắm rồi chờ được làm gì, gớm, người ta thì đang hồi xuân mơn mởn ra thế này, anh thì rõ chán. Em nhu cầu cao quá đấy, mới hôm qua đã phục vụ rồi hôm nay lại đòi à? Cứ thế này chắc là anh chết sớm mất tôi. Bàn ngày ban mặt thế này, vô tình ai đi xuống đây người ta nhìn thấy thì biết chui đầu vào đâu hả à, em? Em ứ biết đâu, anh phải chiều em. Mình già rồi, còn sống được bao lâu nữa, phải hưởng thụ chứ. Vợ anh đã không làm ăn được gì rồi, có em giúp anh cái khoản đấy, anh lại còn làm trò à? Thôi được rồi, đi vào đây nớ mà. Sau khi thấy người tình ưỡn hẹo đòi hỏi, Ông Thông đành phải chiều bà cô già này. Ông vứt báo cám xuống đất rồi kéo bà Nhung đi thẳng vào trong tròi cá. Cứ thế hai người yêu chiều nhau để giải quyết cơn thèm khát của mình. Chuyện bắt đầu khi ông tìm thêm người làm phụ đầm tôm cũng như cắt cỏ cho vài cây ao cá bên cạnh. Ngày xưa chưa có đầm tôm thì mọi việc chăn nuôi đồng áng đều dai vợ chồng ông làm. Nhưng từ cái ngày vợ ông đổ bệnh không còn giúp được việc xỉ bên ngoài cũng như mở thêm việc nuôi tôm để thuê người trợ giúp. Thấy ông hỏi người khắp xóm Thì bà Nhung là người ở thôn trên tìm đến nhà ông hỏi việc ngay Nhìn bà ấy có vẻ mạnh khỏe Lại con nhà nông cả Cộng thêm nữa cũng có chút quen mặt Nên ông Thông không băn khoăn gì mà nhận ngay Công việc thì cũng chả có gì nặng nhọc Sáng phụ ông cho tôm ăn Chiều cắt ít cỏ cho cá Rồi làm mấy việc lặt vặt ở quanh ao Bà Nhung thì là bà quá Chồng mất cách đây cũng gần chục năm rồi có hai đứa con gái lấy chồng ở tỉnh xa, hiện tại bà cô đơn một mình. Nhưng mà cái việc bà đi làm thuê cho ông Thông thì có vẻ khó hiểu. Không phải là bà không làm được vì công việc cũng không có gì là nặng nhọc lắm. Chỉ vì ở cái làng này ai chả biết bà là người tinh ăn mù lời lao động. Ngày xưa con gái chưa lấy chồng thì con gái đi làm nuôi. Nhưng từ ngày nó đi lấy chồng thì bà ấy chả làm gì cả. Hàng xóm đồn thổi rằng Bà thi thoảng cặp bồ cặp bịch với mấy lão già có tiền trên huyện để lấy tiền ăn tiêu. Nhưng thực ra đó cũng chỉ là những tin đồn vì chưa ai bắt bà đi vụng trộm bao giờ, cũng không thấy bà dẫn sai về nhà bao giờ. Mà người ta nghi ngờ bà cũng có phần đúng. Nhìn cái dáng Bà ấy tuy có một nước da bánh mật nhưng mà thân hình căn đối tròn đàn lắm, khúc nào ra khúc đó. Chân tay thì cũng sạch bóng, tiền không biết ở đâu ra mà quần áo lúc nào cũng là lượt tươm tất hết một nải đến một kia. Nếu như bà không ở cái làng thuần nông này thì không ai biết bà ấy là gốc nông dân. Tuy đã ở cái tuổi hơn 50 nhưng nhìn bà ấy rất là đẹp mắt, ánh mắt có chút gì đó mơ mộng đong đưa, ăn nói thì bạo miệng hơn cả đàn ông, không biết có phải vì điểm này mà ông Thông nhận bà vào làm không nữa. Vợ ông Thông thì hơn ông 3 tuổi, nhìn già dặn hơn ông rất nhiều, bà tần tảo từ nhỏ, cuộc sống khó khăn nên nhiều khi hàng xóm hay chiều vợ chồng ông là hai chị em mà thời gian này bà đang bị bệnh nữa, người đen nhẹm gầy trơ xương. Ông Thông thì khác hẳn, nhìn có chút thần thái, nụ cười duyên, thân thể vạm vỡ, mồm mép thì cũng nhảy như tôm tép. Được cái là ở với vợ từng ấy năm, nhưng chưa bao giờ ông phản bội bà, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ. Việc tuyển thêm người sẽ làm ông bớt áp lực trong công việc hơn, sớm tối có thể bớt chút thời gian chăm sóc cho bà vợ ốm đau. Sau khi nhận được sự đồng ý của ông Thông thì bà Nhung vui ra mặt. Không biết bà vui là lâu lắm mới được lao động kiếm thêm thu nhập hay là vì có mục đích gì khác. Sáng ngày hôm sau, bà đến sớm để nhận việc ngay. Tuy là dạng lười biếng nhưng bà vào cuộc rất nhanh. Việc gì được ông Thông giao bà cũng làm đâu ra đó. Vừa làm vừa tiếu táo có khi ông Thông còn vui vẻ thích thú hơn. Mới làm được có hai ba hôm thì thấy hai ông bà thân thiết như đã quen từ lâu trò chuyện thân mật lắm, táo bạo. Tuy là làm việc, nhưng bà Nhung luôn chú ý đến ông Thông, tỏ ra quan tâm âm đến lạ thường. Hết chăm sóc nước nồi rồi đến động viên này kia, ánh mắt tỏ ra đồng cảm thân thiện. Ông Thông thì chả nhận ra điều gì khác thường, chỉ nghĩ bà ấy quý mình, muốn gắn bó với mình. Nên bà ấy mới hòa nhã như vậy. Nhưng ông đâu biết rằng bà Nhung đang muốn đưa ông vào lưới tình của bà ấy, muốn ông cảm nhận được sức hút từ bà, thèm muốn bà. Mấy hôm đầu thì bà Nhung còn ăn mặc nghiêm túc, quần áo lao động dài tay, khăn quấn kín đầu. Nhưng mấy hôm nay thì khác hẳn. Bà ấy ăn bận những bộ quần áo mỏng xính thấp cổ. Cứ làm gần ông Thông, bà lại sán cổ lên tận bẹn. Rồi thì cố tình cúi người trước mặt ông để lộ ra những thứ lồ lộ. Hành vi khiêu khích này tránh sao được ánh mắt của ông Thông. Chân thì... Bà ấy đã tuyên 50 rồi, nhưng mà đôi chân nõn nả hơn cả con gái 20 ấy trời phú cho bà ta cái nét đẹp dạng dỡ đó. Rồi những cái hình ảnh cúi thấp người của bà, nó cứ đập vào mắt ông thì tránh sao được những suy nghĩ đen tối bậy bạ. Bản thân cũng là đàn ông, lại là người khỏe mạnh. Tuy đã lớn tuổi nhưng cái việc giường chiếu của ông vẫn bình thường, sức khỏe ông vẫn đáp ứng được nên không nói là còn đầy ham muốn. Nhưng chỉ, nhưng chỉ vì vợ ông bệnh nên ông không được giải quyết mà thôi. Nhiều lúc ông ấy cũng cố tiền tránh đi, nhưng càng tránh bà Nhung lại càng thể hiện táo bạo hơn. bấy thể hiện đến khi nào ông Thông hết chịu nổi thì thôi. Ánh mắt đưa tình bắt đầu hiện rõ, lời nói không còn giữ y tứ nữa mà chọc thẳng vào vấn đề. Lâu lâu lại làm một câu khiến ông Thông chín cả mặt. Anh Thông này, anh nhìn em thế này liệu có lấy chồng được nữa không anh nhỉ? Chứ em ở vậy cũng ngót nghét gần chục năm rồi. Buồn lắm anh ạ, à, muốn tìm người bầu bạn mà khó quá. Câu hỏi đó cũng làm ông Thông thấy khó xử nhưng ông cũng tiếu táo lại. Em còn đẹp thế này thì lấy ai mà trả được à? Ở xóm này có ai ngoài 50 mà trẻ đẹp như em đâu. Em mà đánh tiếng một cái thì có mà đầy ông nhau tới, có khi lại cả sai trẻ chứ. Đến anh nhìn còn thích chưa nói gì ai. Nghe câu nói động viên của ông làm bà Nhung tình hẳn, bà lại đứng lên uốn éo người rồi tiếp tục cúi người múc, tôm, múc thức ăn cho tôm ăn. Anh cứ khen em Em già cả rồi Em đang thích lấy chồng mà không có ai Đêm hôm phụ nữ cứ nằm một mình ôm gối buồn lắm anh Mà chị nhà dạo này thế nào Đã đỡ hơn anh nhỉ Bà nhà anh vẫn vậy thôi Không có tiến triển gì nhiều Bệnh nan y mà em Được năm nào hay năm ấy thôi Buồn anh nhỉ Chồng thì khỏe mạnh sốc phát thế này Vợ thì... Thế thì có khổ cho anh không chứ Lại thiệt thòi cho anh Vừa nói bà vừa lướt mắt đưa tình về phía ông Thông, tuy câu nói úp mở nhưng ông thừa hiểu ý bà ấy đang nghĩ gì. Tự nhiên ông có chút gì đó ngại ngùng xấu hổ, ông nói. Ờ uh, thôi xong rồi, vào trong kia nghỉ chút đã, tí nữa làm tiếp nha. Câu nói trống chế đó càng làm cho bà Nhung thêm cao hứng. Con mắt tình đời của mình, bà Nhung thừa hiểu rằng ông Thông đã dần dần mắc bẫy tình cảm. Cái cách ông trò chuyện, thái độ gương mặt cũng đã khác. Ánh mắt ngấu nghiến nhìn trộm bà dần lộ rõ hơn. Chính vì điều đó càng làm bà Nhung tấn công ông bạo dạn hơn. Sau khi trong căn tròi nghỉ ngơi, bà Nhung rót nước cho ông uống. Lấy cái khăn lau mồ hôi cho ông. Hành động đó làm ông đứng hình mất vài giây. Sự động chạm nhẹ nhàng ấy khiến ông tan chảy. Nó như một luồng gió mới thổi vào tâm hồn cũ kỹ của ông. Anh có mệt lắm không? Anh vừa vác nặng vậy, chắc đau vai lắm. Hay là có cần em so bóp cho không đấy? Ông Thông quá bất ngờ về lời đề nghị đó. Ông không thể tin cái bà làm thuê này lại liều lĩnh táo bạo như vậy. Đến lúc này ông mới dám khẳng định rằng bà ta là mẫu người lẳng lơ, khao khát được bên đàn ông. Và khả năng bà ta đang bị phải lòng mình, ông hốt hoảng trả lời. ấy ờ uh, không, không cần đâu. Anh không sao, em bóp vai cho anh, ai nhìn thấy người ta lại đánh giá chết. Bà Nhung cười nhẹ kiểu không vừa lòng, rồi có phần ngồi sát về phía ông, tay cầm cái nón phe phẩy cho cả hai. Làn gió đó làm phập phùng chiếc áo của bà đang mặc, làm hiện ra những đường nét mềm mại. Dù đã cố tình lảng tránh ánh mắt, nhưng không tài nào ông có thể kiểm soát được đôi mắt của mình. Ông phải công nhận rằng nó đẹp hơn vợ ông rất nhiều. Kể từ ngày lấy vợ đến bây giờ, chưa bao giờ ông được nhìn thấy của ai lại cuốn hút thế. Mặc dù người phụ nữ này đã gần tuổi vợ ông đấy, nhưng sự khác biệt là quá lớn. Bà Nhung tiếp tục gợi đòn ông Thông bằng những lời nói thẳng thắn. Thế em hỏi thật cái này nhá, ở nhà chị có quan tâm anh không vậy? Ông thầm ngộp ngừng. Không, vợ chồng anh sống với nhau về cái nghĩa thôi, chứ quan tâm kiểu gì vậy. Mà ông nào mà lấy được em chắc phải sướng lắm, đã đẹp lại còn biết chăm sóc cho chồng nữa. Em mà là vợ anh á, em cứ chăm cho anh từ đầu đến chân thì thôi. Chị chả biết trân trọng anh gì cả, đã to khỏe đẹp sai lại còn tâm lý của hiếm đấy. Mà em hỏi Tiến Nhị nhá, chị còn chiều anh cái khoản đó không? Tính em cứ thẳng thắn tiêu táo, anh đừng cười em. Ông Thông nghe thế tự xưng đỏ mặt, rồi vừa nói vừa cười trừ. Cây chuyện đó vợ chồng anh bỏ lâu lắm rồi. Gần ba năm nay, bà ấy lớn tuổi lại bệnh tật thì nghĩ gì ba cái chuyện đó? Thế là anh cũng bỏ luôn đấy à? Hay anh cũng mất khả năng rồi đấy? Vừa nói, bà vừa nhìn thẳng vào mắt ông Thông, cười kiểu đấy mơn trớn. Ông Thông thì hùng hồn trả lời vì động vào cái lòng tự ái đàn ông của mình. Cô cũng bảo miệng quá cơ, anh đến vẫn khỏe mạnh thế này, cái chuyện đó vẫn chạy tốt, trả qua là bỏ lâu ngày trả dùng tôi. Mà cô nói chuyện thế này không ngại miệng nhỉ? Ngại gì anh? Mình già cả rồi mà, ý tứ gì nữa? Em cũng giống như anh cả tôi, cũng nhẫn nhịn cô đơn vài năm nay rồi, được cái là em hơn vợ anh vẫn còn xuân sắc lắm Nói xong câu đó Cả hai phá lên cười Chưa bao giờ họ lại cảm thấy hiểu và thân thiết như thế này Cảm giác như họ là một cặp nhân tình Đang trao đổi chuyện tế nhị Bà Nhung được đà càng lấn tới Thì anh nhìn em thế này Có vừa mắt anh không Nếu mà anh không chê Em cho anh dùng thử đấy Ông Thông như ngã ngửa Với câu hỏi đó của bà Nhưng trong lòng lại đang sụp sôi Những ý nghĩ đen tối sự ham muốn và bản năng đàn ông đã ùa về, sự khao khát ấy bùng cháy trong con người ông. Câu nói đó làm bay biến đi sự nghiêm túc đàng hoàng thường ngày của ông vẫn có, đôi mắt bắt đầu lim dim lơ đãng. Cô Nhung cứ đùa, cô đẹp như thế này thì sao đến lượt anh? Mà anh cũng có vợ con rồi, những chuyện đó anh chả dám nghĩ đến đâu. Lỡ mà lộ ra ngoài thì còn mặt mũi nào nhìn bà con làng xóm nữa. Em chả có đùa đâu, em quý ai em mới nói thôi. Thấy anh thiệt thòi như vậy, em cũng muốn giúp anh thôi. Từ ngày làm cùng anh, em cứ thấy sao xuyến động lòng, khó chịu lắm ấy. Đêm về ôm gối một mình lại cứ nhớ đến anh. Ước gì anh, anh là cái gối ôm đấy. Vừa nói, bà Nhung vừa đặt tay lên chân của ông Thông. Đưa lên đưa xuống kiểu như kiểu khiêu khích lắm. Ông Thông có vẻ bắt đầu không thể kiểm soát được những suy nghĩ của mình. Ông bắt đầu nghĩ đến cảnh hai người ân ái, tưởng tượng đến cái hình thể bên trong của bà Nhung sau lớp quần áo kia Ông thầm nghĩ thầm trong bụng. Mỡ dần đến miệng mèo thế này mà không hút thì phí. Mấy khi có cơ hội ngàn vàng thế này. Vợ mình thì bệnh tật không chịu được mình. Giờ có người tự sân hiến. Không làm thì không có cơ hội nữa đâu. Ở đây cũng chả có ai. Nếu không nói ra thì đâu ai biết nhỉ. Suy nghĩ đó bắt đầu lấn át con người chính trực đàng hoàng của ông. Người ông đang trở nên tê dại. Nhưng ông cảm thấy thời điểm này không thích hợp. Ông bật người đứng dậy từ chối. Thôi mình sẽ làm việc đã. Chuyện đó để tính sau nhá. Cơm không ăn thì gạo còn đó. Cô cứ bạo miệng đi rồi có ngoài chết với anh. Bà Nhung thấy ông Thông nói như vậy thì vui ra mặt. Hiểu là ông Thông đã ngầm đồng ý với mình nên chỉ tủm tỉm cười chả nói gì hơn. Rồi hai người lại bắt tay vào công việc. Vừa làm bà vừa trêu chọc ông. Cái tay hư hỏng cứ sờ mó vào ông Thông mỗi khi bà làm gần ông. Ông Thông thì không thể tập trung làm việc. Đầu óc bây giờ chỉ toàn những cảnh hoan lạc nam nữ. Tuy cố tỏ ra mình nghiêm túc đứng đắn, nhưng những hành động đó của bà làm ông không thể tỉnh táo mà làm việc, cái dục vọng trong con người ông bỗng trỗi dậy. Cần đến giờ chiều thì bà Nhung thủ thỉ. Thế tối nay mấy giờ anh xuống trong ao đấy? Cơm sáo trong sắc tầm 8 giờ anh mới xuống, thế có chuyện gì? Bà Nhung lườm yêu rồi ghé sát tay thủ thỉ. Thì em xuống Trông trộm với anh còn gì nữa? Em ở nhà ngủ một mình buồn lắm, Hôm nay trăng thanh gió mát thế này, em xuống đây tâm sự với anh cho đỡ buồn nhé. Cô nói thật đấy à, cô xuống đây lại làm mồi cho cọp đấy. Em có biết đùa là gì đâu, chả biết ai làm mồi cho ai đâu nhé. Anh nhớ phải chuẩn bị tinh thần đấy, cơm cháo xong em xuống ngay với anh. Nói rồi, bà Nhung thẳng tiến về phía trò lấy đồ rồi đi về. Ông Thông thì vẫn đứng ngây ngô, ông vẫn không tin đó là sự thật. Tại sao trên đời này lại có người phụ nữ dễ dãi thế nhỉ? Không biết bà ấy có mục đích gì hay không? Hay chỉ ở đây là quá lâu ngày rồi quay ra thèm thường chuyện đó? Ông tặc lưỡi cho qua chuyện rồi cũng lưỡng thững đi về. Chuẩn bị cơm nước rồi xuống tròi hành sự. Sau khi hoàn thành hết công việc ở nhà, ông kéo vội cái áo dài tay rồi đi thẳng xuống tròi như mọi hôm. Hôm nay tự nhiên ông chỉn chu hơn hẳn, người ngợm tắm rửa sạch sẽ, quần áo ăn bận gọn gàng, đến nỗi bà vợ ông còn giật mình. Này ông đi đâu mà ăn mà gọn gàng sạch sẽ thế? Ông không xuống trong ao à? Hay lại đi chơi đâu đấy? Tôm sắp thu hoạch rồi đấy, liệu liệu công việc vào, kéo trộm nó vào kéo hết bây giờ. Ờ hay cái bà này, tôi đi xuống ao ngủ chứ đi đâu. Xuống ao sao lại ăn bận thế kia, có bao giờ ông xuống đó mà gọn gàng thế này đâu. Thế bà nghĩ tôi đi đâu, lâu lâu bà phải để tôi thay đổi một chút chứ. Chưa hết cầu thì ông đã khó chịu đi ra khỏi nhà. Bà vợ ông cũng chỉ thấy hơi lạ thôi chứ không nghi ngờ gì cả. Ai mà dám nghĩ ông chồng của mình lại đi gái gú. Ở cái tuổi này rồi có cho gái cũng trả tèm. Ông Thông thì lại một tâm trạng khác. Vừa đi với huyết sáo vang, đầu óc mơ tưởng đủ kiểu. Đã lâu lắm rồi ông chưa được gần gũ đàn bà, đã thiếu hơi đàn bà. Lần này có cơ hội nên khiến ông có chút hồi hộp lượn quanh ao một vòng để thám thính, rồi ông chui vào tròi nằm. Chưa được đầy 5 phút thì qua cái cửa sổ, ông thấy hình dáng một người phụ nữ đang tiến về phía mình với một chiếc đèn pin nhỏ. Ông đoán chắc là bà Nhung. Nhưng khi bước vào trong thì lại là một thân ảnh khác. Ông cũng không nhận ra là ai. Ông ú ớ. À, ai đây? Ôi xào, em đây. Khổ quá. Em sợ dân làng nó biết nó dị nghị nên phải ăn mặc như thế này. Nhỡ mày ai nhìn thấy còn bảo là đi soi ếch chứ Chứ cứ hở hang xuống đây Thì có mà chết em à Nói hết câu Thì bà Nhung cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ ra Cởi đến đâu một hình ảnh mới lại hiện ra đến đó Dưới cái ánh đèn lấp lé Ông Thông cũng phải mắt chữ A mồm chữ O Một con người khác như hiện ra Không hề giống với bà Nhung Mà ông vẫn gặp thường ngày Bộ đồ ngủ hoa Làm ông thêm ngờ ngạch Mùi thơm thoang thoảng mùi sữa tắm phát ra từ người đàn bà cũ này khiến ông thêm ngây ngất. Sao tối nay nhìn nhìn em khác thế? Anh không nghĩ em lại đẹp thế này đâu. Gớm, ừ, đi gặp anh thì phải khác chứ sao? Em mà đi chơi lúc nào cũng phải đẹp, không những đẹp mà phải thơm nữa. Như vậy thì đàn ông nó mới thèm mình chứ anh. Ông thông như đờ đẫn trước vẻ đẹp đó, với ông chưa bao giờ lại đẹp như thế này. Mới có vậy thôi, mà nước bọt ông đã nuốt từng ngụm. Miệng thì cứ ngậm chặt, chẳng chịu nói thêm câu nào. Thấy vậy bà Nhung chủ động ngồi xuống dưới giường. Này, sao thế? Trúng gió hả à? mà ngây người ra vậy? Nhìn em có đẹp hơn vợ anh không nào? Vợ anh á, được một phần như em thì tốt quá. Mà em xuống ngủ với anh thật đấy à? Anh chả dám nghĩ đến chuyện này đâu. ở cái anh này, em đang ở đây còn gì? Chả xấu gì anh, em cô đơn gần chục năm nay rồi em thiếu hơi đàn ông lắm Nên khi gần anh em như được trẻ lại đấy Bao nhiêu khao khát dục vọng cứ chảy về Thế nên em dám điều mạng xuống đây với anh đấy Anh cứ thấy ái náy tội lỗi thế nào ấy Anh sợ phản bội vợ lắm Bà ấy biết bấy lại buồn Anh cứ nghĩ ra Chị ấy đã ốm đau vậy rồi Có giúp anh được gì đâu Anh em mình cùng hoàn cảnh Thì cứ gần gũi nhau cho khuây khỏa thôi Mà thôi chẳng nghĩ đến chuyện đó nữa Đêm nay anh cho em nằm chỗ nào? Dù đã bước sang cái tuổi này rồi, nhưng ông vẫn cảm thấy ái ngại xấu hổ trước sự bạo dạn của bà Nhung. Thôi, đã xuống đây rồi thì nằm xuống đây với anh. Nhưng mà sáng mai phải về sớm đấy nhá. Nỡ mà, em chả biết là thế. Em cứ về trước 5 giờ là được chứ gì. Coi như em đi tập thể dục thôi. Thôi thôi, không nói nhiều nữa. Tập trung nào, tắt giúp em cái điện đi. Không đợi được đâu nữa đấy. Ông Thông vẫn như người mất hồn, ông bước ra ngoài nhòm trước ngó sau, rồi đóng cửa tròi lại, khúm lúm bước vào trước giường, loay hoay không biết làm gì thì bà Nhung kéo ông xuống. Gớm, ban ngày làm việc thì mạnh mẽ thế, sao còn đàn bà cứ e thẹn như gái mới về nhà chồng thế này? Cô bạo dạn quá làm anh phát ngại, anh cứ thấy lấn cấn sao? Tự nhiên cô về đi làm với anh, giờ lại ăn nằm với anh thế này, anh thấy sao sao ấy? Thôi nào, thích bỏ sư ra lại còn cứ làm trò nằm xuống đây em đấm lưng cho nào rồi cứ thế ông thông bước vào thế giới thiên tai hình như cả cuộc đời ông chưa từng được người phụ nữ nào yêu chiều thế này cả vợ ông cũng vậy ông vừa thích thú vừa lo lắng chẳng bao giờ ông tưởng tượng có ngày ông lại vụng trộm táo bạo thế này bà nhung nét mặt bắt đầu có chút căng thẳng giọng nói trầm lặng đi thế đã có ai bóp vai cho anh như em chưa anh thấy thế nào thích không anh anh thích lắm. Tay em phải làm việc nặng nhưng sao mềm té. Chưa bao giờ anh được bên người phụ nữ nào mà đẹp như em đâu, Giả rồi mà còn ướt át thế. Thế thì đêm nay đừng để em thất vọng đấy, đêm nay em mà không vui á, là ngày nào em cũng bắt đến anh đấy. Những câu đỏ đưa gợi đòn như thế được tung ra, cả hai đã mềm nhũn, không còn lý trí gì nữa thì chuyện tiếp theo cũng đã xảy ra. Họ bắt đầu hòa quyện vào nhau bây giờ dưới cái ánh nến kia đã vụt tắt. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu sự bí bách bấy lâu nay được mang ra giải tỏa hết. Thân thể ngọc ngà của bà Nhung làm ông cầu điên đảo. Cái sức phóc dẻo sai của ông làm bà Nhung mê man. Họ cống hiến cho nhau một đêm thật đáng nhớ. Tại căn tròi rách đó, trên chiếc giường đó, chiếc giường đã có những tiếng động phát ra. Vừa hành động, bà Nhung vừa động viên người tình. Anh mạnh mẽ quá, Biết thế này á em gặp anh sớm hơn có phải tốt không? Anh cứ để em cô đơn suốt bao năm nay, bắt đến anh đấy. Chả bao giờ anh lại hạnh phúc thế này, đêm nào em cũng xuống đây với anh nhá. Đồ quỷ, hồi nãy còn bảo sợ vợ cơ mà. Mới lầm trận được có tí mà đã đòi nữa à, cứ thế này em sẽ đòi làm vợ anh mất đấy. Đúng là những cái thứ vụng trộm nó đều thú vị cả, lại là lần đầu tiên ngoại tình nữa, ông thông nhưng mất hết kiểm soát hoàn toàn cái sự mới mẻ của bà làm ông tê dại trong mọi vấn đề. Cả hai âu yếm nhau hơn một tiếng đồng hồ thì mới chịu dừng lại. Mồ hôi làm ướt cái chiếu cói trên giường. Bà Nhung thủ thì. Em không làm anh thất vọng có đúng không? Em là người đàn bà trên cả tuyệt vời. Thằng nào lấy được em quả có phúc. Cứ thế này anh nghiện quá. Em chả cần ai hết. Em có anh là đủ rồi. Nhớ là phải dành tình cảm cho em đấy. Anh đừng có mà chiều vợ. Không em lại ghen. Mà hai vợ chồng anh ngày xưa có cuồng nhiệt thế này không? Không, làm sao mà cuồng nhiệt thế này? Ở cái làng này chắc chỉ có mũi em là dữ dội thôi. Tối mai lại ra đây với anh nhá. Thế ra đây với anh, anh cho em cái gì nào? Thì anh cho em lên mây lên đỉnh, chứ còn cho gì nữa. Đến lúc này bà Nhung bắt đầu hiện nguyên hình, bắt đầu sử dụng cái văn mồi trài của mình. Người ta khó khăn như vậy, cứ một mình lùi thù nuôi thân chả tâm lý gì làm gì có ai yêu chịu hết mực anh như em đâu nói đến đây thì ông thông cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề thế em muốn gì anh cho em mà cứ làm anh vui á anh chả tiếc cái gì đâu nghe xong câu nói đó bà nhung tỏ ra phấn khởi bà ông trầm lấy ông dúi đầu vào bờ vai sắn chắc đó nói xong ba câu nịnh nọt hờn rỗi em ở một mình cũng thiếu thốn đủ thứ anh ạ à, anh mà lo được cho em á thì em mới có tâm trạng để chăm sóc anh mỗi đêm. Thôi, hay là anh cứ tăng lương cho em là được rồi. Cô cũng khéo đòi hỏi lắm đấy. Thôi được rồi, anh sẽ không để em thiệt đâu. Mà cái chuyện này nhớ phải giữ bí mật đấy, để lộ ra ngoài là chết rồi. Thế rồi cai lại lao vào nhau, lại quấn quyết vào nhau thêm một lần nữa. Cái chương sừng đó lại có những tiếng kẽo kẹt bên tai. Có lẽ vì đã quá lâu chưa được quan hệ nên ông Thông giữ dỗ như vậy. Bà Nhung thì tỏ vẻ đón nhận nó, một phần cũng vì nhu cầu mình cao, lại ở cái độ tuổi hồi xuân. Một phần cũng coi như đáp cái ơn huệ của người tình. Sáng hôm sau, bà Nhung lọ mọ dậy từ 5 giờ sáng, trước khi về không quên đánh động ông thông một tiếng. Em về đây, sáng mai em không đi làm đâu nhá, chiều em mới đi, đêm qua phục vụ anh giờ mệt lắm. Ông Thông tỉnh dậy trong cơn mê man. Ông kéo chiếc đầu giường lên rồi lấy một triệu đưa cho bà Nhung. Anh đem một triệu tiêu vặt này Lúc nào khỏe thì ra phụ anh Nhưng mà nhớ đêm nay phải xuống với anh đấy Bà Nhung hồ hởi vui vẻ ra về Đã được vui lại còn được tiền Còn gì hạnh phúc hơn nữa Đúng là bà Nhung thật sự cao tay Thảo nào rất làng đồn bà ở nhà vài năm rời Không phải đi làm mà vẫn có tiền chi tiêu Thì tiền ở những cuộc vụng trộm này ra chứ đâu Ông Thông cuối cùng cũng chỉ là con mồi của bà ấy mà thôi Không những vậy ông Thông có đang là mục tiêu lớn cũng không hay mọi thứ đều không hề đơn giản. Có một điều ông không hề hay biết là ngoài ông ra thì bà ta còn đang cặp kè với một tay thanh niên trẻ kém hơn bà ấy 10 tuổi, một tay cờ bạc rượu trẻ có tiếng ở làng bên giạt sang đây. Họ ăn nằm với nhau như vợ chồng. bãi đến với ông ngoài cái nhu cầu mãnh liệt thì còn về cái đầm tôm của ông nữa. Sau khi về đến nhà, thằng bố của bà Nhung đã săn đón. Thế nào? Cá đã cắn câu chưa? lão say em như điếu đổ, nói gì chả nghe, đêm nay mình hành động luôn nhá. Thì ra kế hoạch của chúng là cái đầm tôm của ông cầu. Biết ao tôm đang chuẩn bị thu hoạch, lại đang trong cảnh nợ nần trồng chất, nên hắn đã bàn với bà Nhung lên kế hoạch bắt trộm đầm tôm của ông Thông. Ông Thông chẳng mãi may nghi ngờ người tình, bây giờ đang sống trong dục vọng, nên không còn biết chuyện gì khác nữa đêm nay hai người lại ra đầm tôm hú hí như vợ chồng lại ôm ấp hôn hít chọc máy nhau dưới tâm sự chuyện trên rời dưới đất bà nhung thì như một diễn viên chuyên nghiệp làm ông như gây ngất trong cơn men tình sau khi chốt phương án một cách bài bản thì thằng bồ và bà nhung đã chọn tối nay để hành xử việc của bà nhung là nằm ngủ với ông thông đánh lạc hướng sự chú ý của ông còn bên ngoài mọi sự đã sắp đặt cả rồi vẫn như thường ngày Hôm nay bà Nhung chủ động giờ hợp lý để thuận tiện cho đồng bọn hành động. Sau khi đúng thời cơ thì bà Nhung lao vào tấn công ông Thông. Lần gần gũi này nó mãnh liệt hơn những lần khác rất nhiều. Chưa bao giờ ông Thông thấy bà Nhung lại dữ dằn như vậy. Bà điên cuồng đưa ông vào cõi thiên tai, gây mất sự tập trung. Hôm nay bà Nhung đòi hỏi quá nhiều, nhưng cái cách mà bà hành sự thì làm ông chết mê chết mệt, nên ông cứ lao vào cuộc yêu gần hai tiếng đồng hồ đã trôi qua thì ngoài ao có tiếng động lớn ông thông giật mình chạy ra ngoài thì giờ đây dưới ao chỉ còn lại một mảng bùng đụt và bong bóng thổi ùn lên lúc này ông mới hét toáng lên trộm trộm bớ làng nước ơi có có trộm tiếng hô lớn gây sự chú ý của những căn tròi bên cạnh mọi người chạy đến thì mới biết rằng ao của ông đã bị mất tôm lúc này ông thông chả còn để ý gì nữa nhưng trên người ông lại chẳng một mảnh vải trai thân. Bà Nhung thì khóc lóc chui ra từ căn tròi, thế rồi ai ai cũng biết hai người đó ăn nằm với nhau, vì quá chìm đắm trong cơn hoang lạc để rồi trộm vào kéo sạch ao tôm. Tuy đã mang được ao tôm ra khỏi ao, nhưng kế hoạch đã tàn vỡ, bà Nhung ê chề dưới ánh đèn, nhục nhã bị phát hiện, bà nhanh chóng chuyển khỏi căn tròi để ông Thông cục ngã trước sự mất mát. Cái tin đó rồi cũng đến tay vợ con của ông Thông. Bây giờ ông nhận ra vấn đề thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Ông cảm thấy nhục nhã với bà con hàng xóm gia đình vợ con. Ông phải nghe những lời chửi rủa cay nghiệt của bà vợ già mình. Chỉ vì một cơn say tình, một cơn vụng trộm mà mất đi cả hòa khí của gia đình. Nhưng cuối cùng thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng lắng xuống, thời gian cũng đã xóa nhòa đi tất cả mọi thứ. Bà Nhung lúc này đã yên thân trong trại cải tạo. Ông Thông thì ăn năn hối lỗi, gây dựng lại cuộc sống mới, ông cố gắng nhiều hơn trong công việc, thay đổi bản thân, chăm sóc lại vợ con chu đáo hơn. Để rồi ông nhận lại được sự yêu thương và tôn trọng của vợ ông. Đó có lẽ là một bài học rất lớn cho ông, nó là một lời nhắc nhở để ông sẽ không bao giờ tái phạm thêm một lần nào nữa. Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn này của chúng ta đã kết thúc tại đây rồi. Ngọc Diệp xin được chúc quý vị khán thính giả và các bạn sẽ có những phút giây thật thoải mái và thư giãn qua những câu chuyện của kênh. Xin chào, và hẹn gặp lại.